tuần trước vợ bạn bảo bạn đi mua gạo, rõ ràng là không có mọt. Hôm nay khi chuẩn bị nấu cơm, trong thùng gạo lại bỗng mọc lên đầy mọt. Vợ bạn không nói lý lẽ, nhất mực nói bạn có mắt như mù, mua phải gạo đầy mọt. Sau đó thì bắt bạn quỳ gối suốt cả đêm. May mà hôm nay bạn lướt thấy video này, cuối cùng đã trả lại sự trong sạch cho bản thân. Thực ra gạo mà bạn mua về đích thực là không có mọt, mà chỉ có trứng mọt, vì trong quá trình sản xuất gạo thì mọt trưởng thành đã bị giết chết hết rồi, còn trứng mọt thì chỉ có tầm 0,6mm thôi, do quá nhỏ nên đã thoát được kiếp nạn này. Khi bạn mua về, dưới nhiệt độ 20 đến 40 độ C, nếu thùng gạo trong nhà bạn để trong môi trường ẩm ướt thì những trứng mọt này sẽ bắt đầu ấp ủ, sau khoảng 1 tuần sẽ có thể sinh ra ấu trùng. Thế thì phải làm sao để loại bỏ đám mọt đáng ghét này? Giai đoạn trứng mọt, nếu bạn bỏ gạo vào trong tủ lạnh 1 tuần thì trứng mọt sẽ bị toi đời. Còn nếu đã xuất hiện mọt thì bạn có thể bỏ một vài quả ớt khô vào trong thùng gạo, vị cay sẽ có thể đuổi sâu bọ, mọt gạo cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thực ra mọt gạo không có độc, nếu bạn không chê, bạn có thể ăn cơm mà không cần thịt, vì đã có thịt sẵn trong bát rồi.